Model dòng P và F, đôi tên tuổi Pleyel khẳng định vị thế trên toàn thế giới nhờ âm sắc và âm thanh tinh tế độc bản. Người gắn liền với thời hoàng kim của thương hiệu piano Pleyel và đóng góp những cống hiến to lớn cho thương hiệu này vươn tầm thế giới chính là Gustavo Leon, người điều hành thế hệ thứ tư của piano Pleyel. Khác với bốn thế hệ lãnh đạo trước, Leon là kỹ sư được đào tạo bài bản qua các trường lớp chuyên nghiệp đầu tiên nắm quyền điều hành công ty. Gustavo Leon, trong vai trò là một kỹ sư cùng với việc là một nhạc sĩ tài ba khi được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, Leon đã sử dụng những kiến thức chuyên môn và tài năng của mình để vận dụng vào việc cải thiện chất lượng của đàn piano bằng những nghiên cứu sâu sắc về âm học, vật lý và cho ra đời hàng loạt phát minh. Một trong những phát minh đầu tiên của ông là chế tạo khung kim bằng loại thép không gỉ cho đàn piano. Loại này được đặt tên là thép Pleyel nổi tiếng với đặc điểm ít carbon hóa, được đúc nguyên khối. Đặc biệt sau hàng loạt phát minh nổi tiếng như đàn piano Pleyel có hai bàn phím đối diện nhau và đàn piano cơ Pleyel. Vào những năm 1925 đến năm 1930, Pleyel một lần nữa gây tiếng vang trên toàn thế giới với các mẫu dòng đàn P và F nổi tiếng. Leon là nhà phát minh ra cây đàn piano upright nổi tiếng có tên là Model P mà chuyên gia Jun Jacktai gọi là vua của đàn piano upright, và Model F thần thoại, một cây đàn baby grand dựa trên Model 3A. Đây là dòng piano đã đưa tên tuổi Pleyel được biết đến trên toàn thế giới nhờ âm sắc và âm thanh tinh tế với cường độ nốt nhạc chưa từng có ở một nhạc cụ nhỏ nhờ soundboard có tỷ lệ nguyên bản. Năm 1928, Gustavo Leon được trao tặng huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, huân chương cao quý nhất của nước Pháp cho những đóng góp của mình.